Nhà thiết kế Pháp Jean Montgontier đã trình bày bộ sưu tập của mình dành cho mùa xuân năm 2013 tại tuần lễ thời trang Paris. Ông lấy cảm hứng từ những ngôi sao ca nhạc đình đám của những năm 80. Bộ sưu tập mang đậm chất âm nhạc với những cá tính không thể lẫn đi đâu được. Brings you in today to Le Chateau? Go to wedding party. A wedding party, so something bright and flashy. You know, advertising, that's why I need something sparkling. Sparkling, excellent. You came to the right place. I'm coming to get you. So how'd you make out? You look amazing. Yeah. Look what else I found. That would be great. And some shoes for head to toe Le Chateau. You like that? It's amazing. You look so good. If they do, we'll get lost in a crowd of people. I've been looking for you forever, baby. We go together. You look so amazing in that dress. We're going to give you a gift from Le Chateau. No problem. So enjoy it at your wedding, and it's a free gift from Canada to you. No problem. Phong cách thời trang rock không thể thiếu phần đóng góp không nhỏ của phụ kiện. Từ những đôi giày đinh tán màu đen ấn tượng đến vòng tay dày đặc và những đôi vớ rách tả tơi, tất cả làm nên một chất rock mạnh mẽ. Cùng ngắm nhìn phụ kiện của những ngôi sao nhạc rock để thấy được cá tính của mỗi người nhé. Khi không phải diện những bộ trang phục bắt mắt trên sân khấu, các nghệ sĩ rock nổi tiếng như Adam Lambert, Avril Lavigne, Pink, Linkin Park cũng có những phong cách rất riêng và cá tính ngoài đời thường. Phạm Anh Khoa cũng có một phong cách giản dị nhưng đậm chất rock trong trang phục hàng ngày của anh. Tinh thần rock đâu chỉ ở trên sân khấu.